lên thời điểm là mình đang chơi cái trò Chrono Cross ấy, nên là mình muốn làm một cái video nó update nhanh cái tình hình mình đang chơi, nên là cho những bạn chưa xem tập 1 thì các bạn cứ xem trước rồi các bạn quẹt xem ấy. Nên là chắc mình muốn nói luôn là cái kiểu cái performance với cả cái frame rate của cái bản remaster nó tương đối tệ ấy. Nên là trong cái quá trình mình chơi là trong thời điểm này là mình đang chơi đến tập 18 ấy. Nên là trên thế là nó chưa có cái bản mod ở đó, cái bản fix chính thức của bên Square Enix ấy, về cái FPS tệ hại của nó tầm rớt xuống 10 ấy. Là mình đã cài cái nó gọi là community mod ấy. Nên là bao gồm cả FPS fix ấy và cả cái smoothie AI upscale, cái này là nó sẽ làm mấy cái đoạn video của nó đẹp hơn ấy. Nên là mình đã cài cái đoạn này, nên là từ cái tập nên là mình muốn cập nhật cho các bạn nhanh là từ cái tập chắc mình nghĩ tập số 18 trở đi là cái chất lượng nó hoàn toàn là khác ấy. Nên là nếu mà cho những bạn nào mà muốn xem cả cái series trên channel mình ấy thì các bạn không phải lo ấy, bởi vì chắc mình nghĩ là đến tập mình nghĩ đến tập tầm 10 16 17 ấy. Nó chỉ tầm là 1 phần 6 1 phần 5 game ấy. Nên là cũng không mất nhiều game lắm, nên là nhưng mà cái vấn đề là cho từ đầu game rồi mình cứ sủa suốt là cái frame nó tệ, nên là nếu nếu các bạn xem cái walkthrough thì mình các bạn an tâm ấy. Mình vẫn mong muốn mang lại được cái chất lượng tốt nhất cho các bạn ấy, bao gồm cả FPS kiểu ấy. Nên là nếu các bạn đã xem thì các bạn hãy chịu khó xem qua cái FPS hơi tệ hại trong tầm mười mấy tập ấy, chứ mình nghĩ nó cũng nhanh tầm đôi ba tiếng ấy. Đến tầm 17 18 thì mình sẽ được 60 FPS ổn định ấy. Nên trong thời điểm này là cái bản fix nó gọi là Nexus Mod của mình ấy. Không, của mình mà trên cái trang này. Cái Community Mod là nó mod nhanh hơn cả cái bản Steam mình đang xài này. Và đặc biệt là cái video mà upscaling của bên này nó trên tên nó có xịn hơn cả bên Square Enix ấy, nên là mình cũng quyết định mình thử luôn ấy. Nên là đây là đồng thời là cái thông báo cho cái walkthrough của mình ấy. Là đồng thời mình cũng chỉ luôn cho các bạn nào nếu các bạn muốn cài mấy cái mod ấy, đặc biệt là cải thiện cái vấn đề khó chịu nhất là cái FPS của cái trò này nó rớt tận tầm mười mấy frame ấy, không bao giờ được 60 fps ổn định, nhưng mà khi mình cài được cái FPS ổn định thì nó chơi rất là mượt luôn, chơi nó như kiểu là cái kiểu cái phiên bản xịn nhất của cái trò giả lập hồi xưa ấy. Nên là nếu các bạn nào muốn cài cái FPS frame hack thì nó sẽ ở đâu cái 60 fps hack ấy, thì nó sẽ có cái ISBA FPS hack này. Nên là các bạn có thể vào cái chỗ này này. Nói chung là các bạn tạo tài khoản trên cái trang này thì là các bạn sẽ có cái tài khoản cho các bạn hình như là mình vào nên là các bạn sẽ cài cái patcher này. Patcher này. Nên là nó sẽ có một cái file SE chạy nhá. Khi mà down này về thì nó sẽ có một cái file. Nên là chắc tầm mấy mấy mê à. Nên là mình cũng muốn giới thiệu nhanh đây thì đây là cái mà mình đã tải rồi ấy. Thì nó sẽ có cái patcher là chúng ta chọn cái file Chrono Cross SE này. Rồi chúng ta open. Nên là cái này là mình đã patch rồi này. Nên là cái nó sẽ nếu mà chúng ta chọn được cái file SE chính của game là nó sẽ select này và chúng ta bấm patch là xong ấy. Thì khi mà các bạn mở ra thì sẽ được 60 fps ổn định. Nên là cái frame time của nó thì thỉnh thoảng là nó vẫn vẫn rớt đấy, nhưng mà về cơ bản là nó ổn định hơn rất là nhiều. Nên trong cái video này mình không có cái video giới thiệu về cái đoạn so sánh ấy. Nhưng mà nếu các bạn là xem cái cả cái series của mình ấy thì mình nghĩ là nếu các bạn xem từ tập 17 18 gì đấy thì cái frame rate nó sẽ cải thiện nhé, thì các bạn sẽ tự so sánh rồi. Nhưng mà mình không nhất thiết là mình phải bỏ vào cái video này. Đồng thời là cái video này hướng dẫn cho các bạn ấy. Sau cái thứ hai nữa là chúng ta cài một cái mod nữa là đây này có rất là nhiều một số cái mod ấy, nhưng mà phần lớn là những cái mod này nó không quan trọng lắm ấy. Cái mod này là nó sẽ cải thiện cái đoạn phim mình có đoạn phim cắt cảnh rất là tệ, là mình cảm thấy là như là bên cái Square Enix là nó ném luôn cả cái đoạn phim vào ấy. Cũng có thể là nó upscale được một tí nhưng mà nó không upscale đẹp được bằng cái community mod này nên là rất là đều nhé. Nên là cái chính cái mà đơn giản nhất chúng ta cần là chúng ta tải cái file này này 5.8 này, cái file mới nhất này này. Nên là cái này mình đã tải rồi ấy. Mình chỉ cho các bạn xem luôn. Nên nó hơi bị lộn xộn một tí ấy. Nó sẽ là cái file liệu mình vào cái game này.
Nên này, Smoothie AI này. Nên là khi mà tải cái file này là cái thì nó sẽ có cái file movie dat này, này. Nên là cái này trên dưới là rất là dễ luôn. Mình giải nén ra thì nó có một file movie. Nên là mình sẽ vào cái game của mình thôi mà. Ví dụ các bạn vào Steam hay là vào cái gì đấy ấy, thì nó sẽ có cái phần movie dat này này. Nên là cái movie dat này là các bạn chỉ copy thả vào cái, nên đây là cái file movie dat mới này. Còn cái file movie dat backup này là mình đổi tên file là cái file backup nguyên bản của game ấy. Nên là cái file AI upscale này nó là 6 GB, nó gấp 6 lần cái này. Nên là toàn bộ cái file movie của cái game này nó chỉ có 1 GB. Nên là cái chất lượng mình nghĩ là nó cũng tệ ngang cái hồi trên PS1 đấy. Nên là mình không biết là cái hãng ấy nó remaster cái gì. Nhưng mà về các bạn, đây là cái cập nhật nhanh về nếu các bạn muốn cài mấy cái mod ấy, bao gồm là FPS hack và cái movie này ấy. Nên là mình có cái đoạn video so sánh giữa cái movie ấy. Nên là sau cái kiểu như cái đoạn mình công bố này hoặc là ra cho các bạn thì mình có đoạn video ấy. Nên là nên nếu các bạn tiếp tục xem thì các bạn sẽ xem được cái đoạn so sánh ấy. Cái đoạn original với cái AI upscale mình. Ok. Nên là hy vọng là các bạn tiếp, nếu mà các bạn tiếp tục theo dõi được cả cái series trên channel mình ấy, mình sẽ cover hết cái game. Mình nghĩ là tầm độ 300 tập ấy. 100, 200 thì đấy, chắc mình nghĩ là có hơn 100 tập. Game nó rất là dài nên hy vọng các bạn theo dõi và hy vọng mang lại được chất lượng tốt nhất cho các bạn khi bạn xem cái nội dung trên channel. Ok, một lần nữa cảm ơn các bạn thành viên đã support nội dung mình và thì hy vọng các bạn thể tiếp tục trở thành thành viên để support cái channel mình. Ok, mình sẽ quay lại sau. Và xin gặp, hẹn gặp lại các bạn ở trên cái channel mình.